Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh VN Vlog. Thì tiếp tục cái video khám phá nhà hoang. Có một cái điều kỳ lạ trong ngôi nhà hoang ngày hôm nay. Thì ở tập video trước mình cũng đã cùng các bạn đi vào ngôi nhà hoang này rồi. Thì các bạn biết rằng ở đây là cái bàn thờ này. Trước cổng vào cái bàn thờ. Bây giờ mình cho các bạn xem sơ lược qua luôn căn nhà hoang này thôi. Bởi vì video trước mình cũng đã cho các bạn xem sơ qua cái căn nhà hoang này rồi. Vì căn nhà hoang này ở khá là gần đường quốc lộ. Mặc dù hôm nay mình sẽ chọn cái thời điểm vào lúc khoảng bây giờ là khoảng hơn 11 giờ rồi các bạn. Mình sẽ đặt vị trí camera trong khoảng 12 giờ đến khoảng 1 giờ sáng các bạn nhé. Xem hiện tượng gì trong ngôi nhà này sẽ xảy ra. Thực sự là ngôi nhà này nó có rất là nhiều cái điều bí ẩn. Cho nên mình quyết định ngày hôm nay mình quay trở lại tiếp tục cái ngôi nhà hoang này. Ở đây là một cái bát hương. Thì trước mình cũng đã quay cho các bạn xem rồi. Người ta đã vứt bát hương ra ngoài này các bạn nhé. Đây là một căn nhà hoang ở bên này đã bị phá vỡ rồi. Đó. Cho các bạn xem sơ qua. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đưa các bạn tới ngôi nhà hoang luôn. Đây các bạn, đây chính là ngôi nhà hoang. Nhưng mà thực sự ngôi nhà hoang này không có mở cửa nha các bạn nhé. Đây, rất là huyền bí luôn. Qua cho ngôi nhà này không ạ? Có ai ở trong ngôi nhà này không ạ? Ok các bạn, bây giờ mình đã đặt vị trí camera ở đây nhá. Bây giờ thời gian cũng khá muộn rồi. Đã châm thêm một số cây nến nữa. Cái nến bên kia hơi tắt các bạn.
Các bạn này thì cái thời gian mình quay cũng khá là lâu rồi, nhưng thực sự là hôm nay là mình đứng trực tiếp ở vị trí này, máy bây giờ cũng mình cũng sắp hết pin rồi các bạn ạ, pin còn có 2% thôi. A Di Đà Phật nhé, xin thần linh và ông bà chủ quả đất ở đây, tôi đến đây không có ý đồ lấy một cái gì trong gia đình, xin ông bà thần linh ở đây phù hộ cho tôi và đừng có hại tôi nhé. A Di Đà Phật. Mọi người ơi, cái pin của mình nó sắp hết rồi. Khả năng là không biết máy quay mình có ghi được gì không, nhưng mình ngồi đây mình bắn rất là rợn người luôn. Bây giờ có 1 giờ sáng rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, có thể là không biết các bạn ạ, không biết là mình có thu được gì hay không, nhưng mà thực sự là ngồi đây mình cảm giác rất là rợn người luôn. Bây giờ phải 1 giờ sáng rồi các bạn ạ. Pin mình cũng sắp hết rồi. Thì mình chào các bạn trong những video tiếp theo nhá. Thì một số bạn là nói rằng ai thử quay lại cái ngôi nhà hoa này xem đặt camera thế nào, và hôm nay mình đã thực hiện. Thực sự hôm nay bây giờ cũng muộn rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nhá các bạn nhá. Xin chào các bạn nhá.